Thưa quý vị và các bạn thân mến, đồng tâm đám tang cụ Lê Đình Kình bị phong tỏa. Sáng nay ngày 13 tháng 1, lễ tang cụ Lê Đình Kình, người thiệt mạng trong vụ bố giáp của chính quyền đêm ngày 9 tháng 1 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội được tổ chức tại quê nhà. Thông tin trên mạng xã hội cho hay cả làng ở Đồng Tâm từ già đến trẻ đều đeo khăn trắng. Chúng tôi hiện chưa thể tiếp cận được với các nguồn tin từ hiện trường. Một số nguồn tin giấu tên bên ngoài Đồng Tâm cho hay cảnh sát vẫn canh gác nghiêm ngặt ở Đồng Tâm. Internet bị cắt, không một hình ảnh nào về lễ tang được phép lọt ra ngoài. Các nguồn tin trên mạng xã hội cho biết là do sự ngăn chặn của chính quyền, trừ bà con Đồng Tâm và các xã lân cận, không ai có thể đến dự lễ tang của cụ Lê Đình Kình. Nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự tiếc thương qua các hình thức khác nhau. Nhiều người đổi hình ảnh đại diện là tranh vẽ cụ Lê Đình Kình do một họa sĩ thực hiện sau biến cố Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 với dòng chữ cầu nguyện cho Đồng Tâm. Cũng trong tối ngày 12 tháng 1, một nhóm các bạn trẻ thuộc một tổ chức xã hội dân sự đã cầu nguyện cho cụ Lê Đình Kình và người dân Đồng Tâm ở nhà thờ Thái Hà, Hà Nội. Theo RFI, khoảng 25 nhà hoạt động xã hội ở Paris tập họp tại quảng trường Trocadéro, thủ đô nước Pháp, nhằm để tang cho các nạn nhân trong vụ Đồng Tâm ở Việt Nam. Mở đầu tuần lễ tưởng niệm từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 2020 này. Mạng xã hội đã có những lời kêu gọi quyên góp ủng hộ cho gia đình cụ Lê Đình Kình. Đồng thời, cũng xuất hiện lời kêu gọi của nhóm những người ủng hộ nạn nhân Đồng Tâm kêu gọi tất cả người dân Việt Nam dành một tuần cầu nguyện cho Đồng Tâm, cho các nạn nhân của bạo lực trong vụ cưỡng chế Đồng Tâm. Thi thể cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, được Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giao cho người nhà hôm 10 tháng 1, theo xác nhận của báo Việt Nam, và rằng ông chết trong vụ việc chống người thi hành công vụ hôm 9 tháng 1. Con gái ông Kình là bà Lê Thị Nhung là người đại diện cho gia đình nhận thi thể. Sau đó, trên mạng xã hội lan truyền video được cho là thi thể của ông Lê Đình Kình tại tư gia với một vết rạch dài từ cổ xuống bụng, có một lỗ ở trên ngực, vị trí chính xác ngay tâm. Các nguồn tin trên mạng xã hội cho hay vợ của cụ Kình là người chứng kiến cụ bị bắn chết tại nhà trên tầng 2 trong vụ tấn công của khoảng 3.000 cảnh sát cơ động vào làng Xanh, thôn Hoành, xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1, và rằng cụ bị bắn 4 phát đạn, một phát vào ngực trúng tim, một phát ở chân, hai phát ở đầu. Một chân cụ bị gãy lìa và bị nát. Chúng tôi chưa có điều kiện để kiểm chứng một cách độc lập với các nguồn tin này. Trong khi đó, các nhà hoạt động cho hay họ bị cảnh sát canh nhà không cho đi đâu cả. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nói với chúng tôi rằng sáng ngày 13 tháng 1 rằng ông bị canh cửa suốt 4 ngày hôm nay và không thể đi dự đám tang của cụ Kình. Nhà báo Huỳnh Ngọc Tranh thì chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng căn hộ của vợ chồng ông ở Hà Nội cũng bị cảnh sát canh nhiều ngày nay. Vợ chồng ông không thể đi ra ngoài dù là đi chợ hay là đi khám chữa bệnh. Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương, người thường xuyên thông tin về vụ Đồng Tâm trên Facebook, cũng bị công an canh gác. Một số Facebookers cũng bị chính quyền bắt giữ do đưa tin về Đồng Tâm, trong đó có Facebooker Trương May Mắn ở Cần Thơ. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin 3 cảnh sát chết trong vụ Đồng Tâm sẽ được cử hành tang lễ hôm 16 tháng 1. Cả 3 cảnh sát này đã được nhà nước Việt Nam công nhận liệt sĩ, nâng cấp bậc quân hàm, đồng thời được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất và bằng tổ quốc ghi công. Đài truyền hình Việt Nam cũng đưa nhiều phóng sự nói về vụ việc Đồng Tâm, trong đó có người dân Đồng Tâm là những kẻ gây rối chống người thi hành công vụ. Đồng thời, VTV1 cũng phát đi các phóng sự về gia cảnh tang thương của các cảnh sát bị thiệt mạng. Báo Công an Nhân dân ngày 13 tháng 1 có bài viết kêu gọi người dân cảnh giác âm mưu thủ đoạn lợi dụng vụ việc Đồng Tâm để kích động chống phá Đảng và Nhà nước. Trong đó đưa ra 5 thủ đoạn chính mà các đối tượng chống đối sử dụng, bao gồm tung tin vu cáo Đảng và Nhà nước, cướp đất của nhân dân, kích động phần tử chống đối với chính quyền, cơ quan chức năng nhà nước, xuyên tạc vu khống hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an, vu cáo bịa đặt công an đàn áp tấn công nhân dân, quốc tế hóa thông tin sự việc Đồng Tâm, cố tình tạo ra những nhận thức sai trái về sự việc Đồng Tâm, từ đó kêu gọi các tổ chức cá nhân lên tiếng, can thiệp, xuyên tạc, làm phức tạp thêm tình hình, làm giảm hình ảnh uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong hình cũng không có lựu đạn như các báo đã đăng tải là cụ Kình khi chết trên tay vẫn còn nắm một quả lựu đạn. Và nếu có công an bị cháy vì bom xăng thì không lẽ đoàn quân tinh nhuệ quên mang bình cứu hỏa à? Và đồng thời đồng đội của họ đâu? Không lẽ họ khoanh tay nhìn ba chiến sĩ cháy thành than toàn là nghịch lý? Năm 2017, trong xung đột với người dân Đồng Tâm đề phòng chúng bom xăng, cảnh sát cơ động có mang bình cứu hỏa. Như vậy, cái chết của ba chiến sĩ công an nếu có thực là do sự tắc trách của ban chỉ huy. Để tăng thêm cường độ đau thương cho ba cái chết không biết sự thật hay giả, các trang mạng lề đảng như đã chuẩn bị từ trước tung ra những bài sặc mùi nước mắt cá sấu. Ba ơi, ba đi sao không về? Mẹ ơi, xuân này con không về. Và anh ơi, sao lại là anh? Đúng là coi thường dân trí. Tóm lại, kịch bản ba công an chết, dân chết một và ba công an cũng bị chết được dàn dựng từ trước để chụp mũ cho dân oan Đồng Tâm là những thành phần chống đối nguy hiểm như khủng bố. Kịch bản này được dàn dựng để lót đường lừa dối dư luận trong và ngoài nước, và khi người dân Đồng Tâm và cả nước đang bàng hoàng thì ngay lập tức ngày 10 tháng 1 năm 2020, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Đồng Tâm với ba tội danh: giết người, tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Hiện trường được bưng bít kín chặt chẽ. Cho đến thời điểm này, tin tức về thiệt hại nhân mạng rất mù mờ. Theo các báo lề đảng, chỉ đăng lại từ thông tin của Bộ Công an vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 là ba chiến sĩ công an đã hy sinh, một đối tượng chống đối bị chết, một đối tượng bị thương. Về phía người dân thì cụ ông Lê Đình Kình và con Lê Đình Chức đã bị thiệt mạng. Ba mạng công an chết, đủ thành phần, trung niên có, nam có, nữ có. Sao trùng hợp đến thế và vì sao chết vẫn chưa rõ ràng. Theo báo công an mù mờ cho tin hai chiến sĩ chết cháy và một trang mạng kể là thi thể bị cháy đen thui, áo bảo hộ còn cháy bám vào da, không thể nhận diện. Với hơn ngàn nhân lực, xe bọc thép, lựu đạn cay và vũ trang đầy đủ trang bị đến tận răng để tấn công một nhóm dân gồm những ông bà già, có cụ già 84 tuổi và 20 dân làng trang bị với những vũ khí thô sơ. Xem hình thì chúng ta đã biết trên mạng xã hội thời gian vừa qua và để lại chết ba chiến sĩ quả thật là không hợp lý. Cụ Kình và những người đồng chí hướng của ông đã ra đi trong cái đêm mà nạn nhân chỉ là đối tượng. Nhưng cái chết dân thường này xin mượn hai câu trong văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc để đưa tiễn ông. Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trả muôn đời ai cũng mộ. Đứng trước cái gọi là lực lượng vũ trang nhân dân, người dân Đồng Tâm và gia đình cụ Lê Đình Kình yếu thế toàn tập trong cuộc đấu tranh giữ đất làng Hoành, xã Đồng Tâm, thành phố Hà Nội. Không chỉ là so sánh về mặt tương quan lực lượng mà về mặt thông tin, đó là cuộc chiến bất đối xứng. Báo Sạch đưa tin xin lỗi vì nguồn thông tin bất đối xứng vì chính quyền giới nghiêm nên mọi thông tin từ Đồng Tâm giờ chỉ còn thông qua cổng thông tin của Bộ Công an. Rồi đây nền tư pháp, hành pháp sẽ xử lý nốt những công việc còn lại để đập tan mọi sự kháng cự nếu có tại Đồng Tâm. Đồng hành cùng với lực lượng đổ bộ vào làng Hoành ngày 9 tháng 1 sẽ là vũ khí, nhà tù và những phiên tòa biện lý cho cuộc đánh úp vào cái đêm hôm đó. Lẽ vì thế, niềm tin của cụ Kình và những người liên quan đến cuộc chiến đấu tranh giữ đất gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc đột nhiên trở thành bằng chứng sống động nhất về niềm tin giữa gia đình ông Lê Đình Kình và những người và người dân giữ đất, giữ làng trong cái đêm hôm ấy với nhà cầm quyền Cộng sản trở về với con số 0. Nếu một viên đạn giết chết những kẻ phản bội, những phần tử tham nhũng và âm mưu xâm chiếm vùng đất tổ tiên thì đó là viên đạn mang hình dáng của nhân dân. Nhưng nếu một viên đạn tuyên bố rằng nó thuộc về nhân dân, nhưng đối với người dân, nó khiến cho dân thường bị chảy máu và chết thì đó là viên đạn bạo ngược, viên đạn đi ngược với chức năng cơ bản của một nhà nước hiện đại, xâm hại trực tiếp quyền sống của con người, của chủ thể nhân dân. Viên đạn đó vạch ra cái lệnh danh giữa dân và quân, giữa dân và nhà cầm quyền. Cái lệnh danh đó xé nát sự đoàn kết đáng lẽ cần thiết cho thời điểm giặc đang tung hoành ngang ngược ở ngoài Biển Đông. Cái đêm hôm ấy là đêm gì? Là chiến thắng của một trung đoàn được bao bọc bởi giáp và trang bị vũ khí đầy đủ, đầy mình, tính tận răng. Là chiến thắng chống lại bọn giặc Đồng Tâm.
Cái đêm hôm ấy là đêm gì, trong khi nước mắt không ít người bây giờ họ còn phải gào thét trong tâm can câu thơ của cụ Đồ Triệu khi xưa: "Hỡi ơi súng dặn đất rền, lòng dân trời tỏ." Đây có thể là lý do khiến cho ông Bùi Quang Minh vinh danh cụ Lê Đình Kình trên Facebook cá nhân bằng luận ngữ anh hùng liệt sĩ cụ Lê Đình Kình và con trai đã qua đời trong trận càn quét dã man của giặc ác rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Cái chết của cụ Kình và người thân của ông cũng như sự trừng phạt nặng nề của những người liên quan đến về sau này đã khiến cho lực lượng vũ trang nhân dân trở thành một kẻ xâm lược trong mắt không ít người, khiến cho mọi người hiểu hơn về cơ chế. Cơ chế không bao giờ sẵn sàng để nhún nhường người dân. Cái cơ chế buộc người dân phải bước đến đường cùng của kháng cự. Cái được duy nhất trong vụ việc lần này là trấn áp, cái mất mát lớn nhất lại là lòng dân. Nói thẳng ra, sự kiện ngày 9 tháng 1 thể hiện một đối sách tồi tệ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Vì ai và vì cái gì? Đó là câu hỏi dành cho nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tại sao trong căng thẳng đồng tâm, bóng dáng của đại biểu Quốc hội hoàn toàn mất hút? Nhà cầm quyền luôn vạch ra làn ranh đỏ cho phía người dân, nhưng nhà cầm quyền không bao giờ để ý làn ranh giới hạn của người dân đối với nhà cầm quyền. Ông cụ Lê Đình Kình và người đồng chí Hướng với ông đã ra đi trong cái đêm mà nhân dân chỉ là đối tượng, nhưng trong mắt nhiều người, đồng tâm là chuyện làng nhô, với người đứng đầu là ông Trịnh Văn Khải. Do đó, chỉ xin mượn lại hai câu trong văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc để đưa tiền ông: "Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muộn đời ai cũng mộ." Gần 3.000 quân, công an, quân đội tấn công thôn Hoành ở Đồng Tâm lúc hơn 3 giờ sáng vì lý do gì? Tấn công vì chống người thi hành công vụ. Ai chống người thi hành công vụ lúc 3 giờ sáng? Công vụ gì lúc toàn bộ người dân đang ngủ? Hay công vụ lần này là đánh úp, tấn công khủng bố người dân Đồng Tâm để nhằm những mục đích mờ ám, cướp bóc đê hèn của nhà cầm quyền Cộng sản? Tấn công Đồng Tâm vì họ phá hoại quân đội, xây dựng tường rào sân bay. Thực tế là chưa có cái sân bay nào ở đó cả. Tất cả chỉ là trên giấy và chưa bao giờ xuất hiện từ khi có dự án cách đây 40 năm. Xin thưa là từ chỗ quân đội xây tường bao đến thôn Hoành cách xa hơn 3 cây số, chẳng lẽ người dân ngủ trong nhà họ cách nơi xây tường bao 3 km mà phá được? Và trước đó, người dân Đồng Tâm cũng liên tục quay clip livestream về việc họ không có đụng đến chuyện quân đội xây tường bao. Tấn công vào Đồng Tâm để cưỡng chế. Cưỡng chế gì lúc 3 giờ sáng? Và không có bao thông báo cưỡng chế nào được phát ra trước đó. Như vậy, tất cả các bên, người dân Đồng Tâm, người dân cả nước và bên tấn công khủng bố gồm Đảng, Nhà nước, Công an, Quân đội, Dư luận viên, lực lượng AK-47, Bò đỏ và các loại nhà báo, luật sư, đại biểu Quốc hội và quan chức chế độ phải làm rõ và trả lời được câu hỏi. Tại sao tấn công khủng bố người dân Đồng Tâm, dùng súng đạn bộc phá hơi cay đánh úp vào thôn Hoành vào lúc 3 giờ sáng? Trả lời được câu hỏi này mới tính tiếp đến các tranh cãi sau này. Câu hỏi thứ hai là tại sao Đảng, Nhà nước và Công an bằng mọi giá bưng bít thông tin, không cho người dân và báo chí đến trực tiếp Đồng Tâm để đưa tin? Chỉ có lũ trộm cắp khủng bố mới sợ thông tin, hình ảnh và những sự thật về tội ác của chúng lọt ra bên ngoài. Nếu một chế độ, một nhà nước đàng hoàng, không ai phải giấu giếm hay ngăn cản thông tin lọt ra bên ngoài như vậy. Thứ ba, hiện nay toàn bộ thông tin về Đồng Tâm được cấp bởi hai phía. Bên nạn nhân được bị bưng bít nên thông tin lọt ra ngoài rất ít. Đây là mục đích của bên tấn công khủng bố họ. Các thông tin trên báo chí lề đảng, trên các fanpage group của công an, dư luận viên, lực lượng AK-47 và đa số trang cá nhân của các nhà báo, luật sư, quan chức, đại biểu quốc hội, trí thức bưng bô chế độ là lấy từ bộ công an. Trong khi đó, nhà cầm quyền công an lại là tổ chức đứng ra tấn công khủng bố người dân Đồng Tâm. Liệu có thông tin của bộ công an đưa ra có chính xác được bao nhiêu phần trăm, các phần trăm sự thật nào trong thông tin mà một tổ chức khủng bố thực thi tội ác cấp? Hãy nhớ, bộ công an bấy lâu nay luôn là một tổ chức có truyền thống dối trá, trơ trẽn và lật lọng vô địch tầm vũ trụ, vung tay trúng má, giơ cao chân, tự va vào dùi cui, treo cổ tự tử trong đồn,
cùng hàng nghìn vụ kịch ăn vạ diễn ra hàng ngày. Một tổ chức chuyên dùng các chiêu trò bẩn thỉu, dối trá, lưu manh như một nghiệp vụ quan trọng nhất của ngành mà báo chí, trí thức, đại biểu quốc hội, người dân có đầu óc bình thường tin cũng không thể tin được. Còn công an, dư luận viên, lực lượng AK47 và đàn bò đỏ của Đảng thì khỏi nói về tư duy và đầu óc rồi. Nếu không có mặt tại hiện trường, không có thông tin đa chiều, không có bằng chứng đủ thuyết phục, tại sao đa số báo chí, nhà báo, đại biểu quốc hội, luật sư lại dám lên tiếng mạt sát, nhục mạ, vu khống, đòi uống máu người dân đồng tâm, trong khi bản thân họ lại chỉ dựa vào thông tin do bên tấn công khủng bố đồng tâm cung cấp. Ví dụ đơn giản thế này thôi, Trung Quốc tấn công giết hại quân và dân Việt Nam trên Biển Đông, liệu các nhà báo, trí thức, đại biểu quốc hội, luật sư bưng bô có viết bài mạt sát vu khống đòi tắm máu dân Việt khi chỉ dựa vào thông tin của kẻ cướp thông báo không? Khốn nạn thôi, đừng khốn nạn quá. Câu hỏi thứ 4, câu hỏi liên quan đến cái chết của cụ Lê Đình Kình. Cụ Kình chết vì lý do gì? Bị sập nhà chết, tự té chết, chết vì hơi cay, chết không rõ nguyên nhân, hay bị tra tấn, đánh đập tàn bạo rồi bị bắn chết? Bộ Công an cùng Đảng và Nhà nước chưa làm rõ nguyên nhân cái chết của cụ Kình. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn của Bộ Công an khẳng định, khi khám nghiệm tử thi, trên tay của cụ Lê Đình Kình đang cầm giữ một quả lựu đạn. Có ai chết bị khiêng trở đi khám nghiệm tử thi mà trên tay vẫn còn cầm quả lựu đạn được không? Thứ năm, số vũ khí Bộ Công an tuyên bố là thu được ở thôn Hoành lấy gì làm bằng chứng? Xin nhắc lại, chuyện đặt điều vu khống, tạo hiện trường giả, chứng cứ giả là nghề của công an. Các vụ hai bao cao su đã qua sử dụng từ vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Nhiều vụ xét ma túy, nhét vào ma túy vào túi xe của dân để bắt là minh chứng cho câu hỏi và nghi ngờ này. Câu hỏi thứ 6, báo Hà Nội mới có bài Bộ Thông tin và Truyền thông không thể kiên nhẫn nếu Facebook không tuân thủ pháp luật Việt Nam. Tại sao Đảng, Nhà nước, chế độ này huy động cả hàng chục nghìn dư luận viên cuống cuồng báo cáo các video, các hình ảnh và bài viết về đồng tâm? Tại sao phải cấp tốc yêu cầu Facebook xóa các bài viết, video, hình ảnh và cả các tài khoản đưa tin về vụ khủng bố, thảm sát ở Đồng Tâm? Nếu có sự thật và chính nghĩa, những video, hình ảnh đó càng tô đẹp cho chiến công, cho ngành công an và chế độ, chứ sao lại phải cuống cuồng bưng bít? Câu hỏi thứ 7, câu hỏi cuối cùng liên quan đến ông Trọng Phúc và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho viên công an tham gia đánh úp tấn công dân thôn Hoành vào lúc nửa đêm và đã bị chết. Chưa rõ nguyên nhân chết vì bắn nhầm nhau hay lần mò trong đêm ngã từ trên mái nhà xuống, hoặc là bị đồng bọn bắn để đổ oan cho người dân đồng tâm nhằm lấy cớ đàn áp và tạo dư luận tốt cho cuộc tấn công khủng bố người dân. Từ bao giờ mà các tổ chức tấn công đánh úp vào dân thường bị chết, có thể vì ngu hoặc bị giết bởi ai đó chưa rõ nguyên nhân, lại được tặng thưởng huân chương? Phải chăng Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam và các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc coi việc dùng lực lượng ăn lương của từ thuế của người dân để tấn công đánh úp dân là thành tích đáng biểu dương? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện cái chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy chia sẻ video đến với nhiều người được biết hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.